Anh mắt ảnh đau, anh nhức, anh khóc sáng đêm luôn. Vậy đó hả? Ra nắng không được. Là hồi nào bị vậy à? Hồi bị cò mổ là tới giờ luôn, lúc nào cũng vậy trơn. Là đêm là cứ là nhức hả? Dạ. Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì Yến xin đưa cô chú anh chị đến thăm một cái hoàn cảnh mới. Đó là gia đình của chị Hậu với là anh Thái. Thì hai vợ chồng có ba đứa con. Ba bé thì còn rất là nhỏ luôn, tuổi ăn tuổi học không à. Trong đó thì có một cái bé là mới có mười mấy tháng thôi cô chú anh chị, còn rất là nhỏ. Thì Yến được biết là anh Hậu thì ảnh trước đây là lao động chính của gia đình. Như ảnh cũng đi làm mướn thôi, ai mướn gì cũng làm hết á, cũng rất là giỏi. Mà hai vợ chồng thì rất là hiền. Thì anh Hậu ảnh đi làm, còn ví dụ mấy ngày mà không có ai mướn thì ảnh cũng đi xôi ớt hay là bắt này bắt kia để ra chợ bán để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng mà có một lần thì đi như vậy thì bị con cò mổ vô con mắt thì hư hẳn một con mắt luôn, mà có con mắt còn lại thì coi như là bị mờ. Thì bây giờ là không có tiền để điều trị thì cứ để cho con mắt nó càng ngày, bây giờ là nó càng ngày càng hư và càng ngày càng mờ càng yếu, rất là khổ. Thì do là bị như vậy thì cũng bây giờ thì cũng ít có người mướn để đi làm, bây giờ thu nhập gia đình rất là ít đó. Rồi bây giờ ảnh muốn đi bắt thì ảnh cũng đi bắt không có được, tại vì con mắt của ảnh hiện tại rất là mờ, mờ đến nỗi giống như là gần như không thấy luôn. Dạ, rất là khổ. Và ở nhà thì do là có ba đứa con, mà ba bé thì còn rất là nhỏ luôn cô chú anh chị, cho nên chị vợ thì sinh con tới giờ thì không có đi làm được. Cho nên nó là vợ chồng con cái bữa đói bữa no thì cũng nhờ bà con ở xóm người ta thương, người ta cho cơm coi gạo chút xíu để ăn đỡ sống qua ngày, mà thiếu ăn thiếu mặc khổ đủ thứ luôn cô chú anh chị. Và đặc biệt nơi ở của hai vợ chồng đó là một cái nhà lá, nhà lá này nó mục nát luôn và te thua rất là khổ. Tối mưa tới gió tới là cứ dột nát những cái chỗ ngủ của hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ là dột nát hết và khổ hết biết luôn. Chút nữa thì cô chú anh chị vào xem thì sẽ thấy được cái ngôi nhà của gia đình. Thì hôm nay Yến đến thăm hoàn cảnh gia đình của chị Hậu với anh Thái thì Yến cũng có nhận được số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ với số tiền là 3.600.000 đồng. Thì trong đó là có chị Vũ Viên Phạm ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 500.000 đồng, chị Mạnh Thường Quân ở Tây Đức gửi tặng 500.000 đồng, chị Gia Linh gửi tặng 500.000 đồng, cô Lisa ở Atlanta Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Nhi Dương, chị Hương Quỳnh ở Sài Gòn gửi tặng 500.000 đồng, chú Mạnh Thường Quân L ở Mỹ gửi tặng 200.000 đồng, cô Lê Kim Hoa ở Cali Mỹ gửi tặng 200.000 đồng, anh Jackie Giang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng và anh Peter Giang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng. Dạ, tổng số tiền là 3.600.000 đồng. Dạ, Yến xin thay mặt cho gia đình của anh chị xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi phần quà này giúp đỡ cho gia đình. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng đến thăm gia đình và mình tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình nha. Này, cái nhà lá này là của chị Hậu với là anh Thái nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy nhìn ở ngoài là thấy cái nhà lá te tu hết trơn á. Dạ, rất là khổ. Dạ, giờ mình vô gặp gia đình nha. Này cái cửa nè. Giỏi quá. Dạ, cô chú mới vô. Giỏi quá, thấy cưng quá trời. Ba đứa nhỏ hả chị? Chị là chị Hậu đúng không? Dạ. Dạ, cho em đeo cái này mình nói chuyện ha. Dạ. Dạ, rồi chị là chị Hậu hả? Dạ. Rồi anh Thái đâu chị? Dạ, anh đi làm chiều 5 giờ mới về. Đi làm rồi chiều 5 giờ mới về. Dạ. Rồi hôm nay có chị với ba đứa nhỏ thôi. Dạ. Này bé này út nhỏ nhỏ nhất đó ha. Dạ, dạ. Trời ơi, thấy cưng không? Dạ. Đó, hai đứa con gái với một đứa con trai. Dạ, bây giờ mình kiếm chỗ mình ngồi nói chuyện ha. Dạ. Chị Hậu năm nay nhiêu tuổi hả chị? Dạ, 35. Con chồng chị? 38. Rồi bình thường hai vợ chồng là làm công việc gì? Chứ em thì giữ ba đứa nhỏ. Hồi xưa lúc mà chưa có con cái vậy đó thì chị làm công việc gì? Dạ, hai chồng đi giữ tôm mướn. Đi giữ tôm mướn cho người ta. Dạ. Rồi bây giờ có con nhỏ thì chị ở đây bắt coi con nhỏ. Dạ. Rồi anh Thái chồng của chị, ảnh làm công việc gì chị? Dạ, bữa nay ảnh đi làm cho người ta 5 giờ chiều mới về. Nhưng mà bình thường kìa, bình thường ảnh có đi làm không? Bình thường thì ta kêu về ảnh làm nấy, tại vì mắt ảnh không thấy đường rõ, người ta không có mướn hoài đó. Nghe nói là mắt là bị hư một con mắt đó. Dạ. Anh Thái đó là bị hư một con mắt. Là lúc trước làm sao bị hư vậy chị?
như lúc đó ảnh đi soi đêm đó, à cò mổ ảnh bỏ vô như bắt về đó rồi bỏ vô rồi nhảy ra trúng mắt ảnh. À rồi là hư con mắt luôn. Hư lâu chưa? Hư 7 năm. Hư 7 năm rồi. Rồi coi hư là hư hẳn luôn hay là hư nó chỉ luôn. Mờ thôi? Hư hẳn luôn là một không con thấy. Là hư luôn, còn con thì mờ. À coi như là một con thì đã bị mờ rồi, một con là hư luôn. Hư luôn. À rồi em có nghe nói là như là ảnh bị cái thính giác là bị lãng tai nữa. Bị lãng tai nữa là bị hồi cái đó là bị lâu chưa hay là ảnh bị hồi lúc còn nhỏ lớn luôn. À, bị lãng tai luôn. À cái bị hư cái thính giác đó là bị hồi nhỏ luôn. Yeah. À còn mắt thì mới hư khoảng 7 năm nay. Yeah. Là một con là hư hẳn và một con thì mờ. Yeah. À mà mờ mắt vậy rồi người ta có mướn làm không? Không, tại vì theo cậu đi soi này, cậu cho tiền như cậu kia bán bao nhiêu đó, rồi ổng lấy 50, người bán được 100 thì cậu cho 50, ổng 50. À, coi như là từ ngày mà bệnh tới bây giờ đó, là không có tự đi soi bắt cá bắt đồ được nữa. Yeah. Là giống như phải đi theo ghe của người cậu. Yeah. Rồi cái người cậu là bán được, bắt được nhiêu bán nhiêu thì yeah. chia cho phần nửa đấy ấy. Yeah. Ha, rồi coi như là... cậu thấy khổ quá, ba đứa con, được ba đứa con mà không đi mặn đâu được rồi. À. Lâu lâu mới mặn được lần, người ta kêu mặn đó, mặn ngày đó. Dạ. Rồi 5 giờ mới về. À, ví dụ mà đi làm mướn thì trong đây trong quê thì cũng không phải có việc để hoài làm hoài. Nhưng mà lâu lâu có ai mướn thì mới có làm. À, lúc còn... anh mắt ảnh đau, anh nhức, anh khóc sáng đêm luôn. Vậy đó hả? Ra nắng không được. Là hồi nào bị vậy à? Hồi bị cò mổ là tới giờ luôn, lúc nào cũng vậy trơn. Là đêm là cứ là nhức hả? Dạ. Nhất là rồi có đi bác sĩ hay là gì không? Có, nhưng người ta bác sĩ kêu đóng mười mấy triệu đừng gắn cái gì trong mắt đó. Thấy mờ mờ nhưng mà không có thấy rõ giống lúc hồi đó. À bây giờ càng ngày là càng mờ rồi hả? Dạ, nghèo quá không có tiền nên ảnh để vậy hoài. À là lúc đó bác sĩ kêu là cách đây bao lâu rồi chị? Ảnh lúc 7 năm tới giờ đó. À là coi như hồi lúc là bị 7 năm là tới bác giờ. Sĩ đã kêu đi ấy rồi nhưng mà để tới bây giờ. Dạ. Bây giờ coi như là lúc là ảnh bị 7 năm đó là lúc đó vô bác sĩ Bình Phố cho ảnh á. Dạ. Chị cho ảnh kêu chị cho ảnh mà nhà khổ nghèo á không có đủ khả năng. Dạ. Không có đủ khả năng chị cho ảnh rồi ảnh để tới giờ là mắt bị hư luôn. À coi như là không có tiền rồi coi như là không có tiền để điều trị thì để vậy thì càng ngày đó càng hư luôn. Dạ. Mà cứ giống như tối là bắt đầu là đau mắt rồi khóc. Dạ khóc. À. Ảnh ra nắng là hai mắt ảnh là ra nước mắt. À. Nên là người ta mướn ảnh đi ra nắng không được. À người ta à bởi vì mấy cái việc mà giống như người ta mướn làm ruộng rồi là chắc là làm không được. Dạ. Rồi chỉ mướn mà giống như làm ở trong mát thì trong làm mát được đó, đúng không? Được. Trong mát ảnh đi vô được làm được. À, coi như là bây giờ bị vậy thì khổ quá rồi còn đã vậy còn thêm cái là bị lãng tai nữa. Lãng tai là bẩm sinh nữa. Đó. Rồi chị thì bây giờ là ở nhà là nhà nuôi mấy đứa nhỏ đứa con. Bé nhỏ nhất này là bao nhiêu tháng, tháng mới có 17 tháng à. Dạ. À còn hai bé này là một bé gái bé trai này có đi học không chị? Trai lớn thì được lớp 2 rồi. Bé trai là được học lớp 2 rồi. Dạ. Rồi bé gái là, chưa được để đây cô hỏi cái con. Để hỏi bé gái được 4 tuổi chưa được học. À, bé gái con tên gì con? Chi. Tên Chi hả? À, rồi Chi mấy tuổi rồi? Mấy tuổi biết không con? Con quên nè. Mấy tuổi? À, chưa có đi học cho nên là chưa biết mấy tuổi luôn. À, bé trai con tên gì con? Dạ con Võ Nam. À, rồi con mấy tuổi? Mẹ 10 tuổi. À, rồi con học lớp mấy? Dạ lớp 2. À, lớp 2 ha. À, bình thường con đi học bằng gì? Xe đạp hả? À, là xe đạp này đúng không? Dạ. Rồi cái xe đạp lớn này của ai vậy? Của mẹ con. À, xe đạp lớn là của mẹ, xe đạp nhỏ là của con nên đạp đi học đó ha. Rồi coi như là bây giờ hiện tại đang học lớp 2 nha, cho nên là cũng còn nhỏ mà đi học thì đạp xe đạp đi. Nhà gần trường không chị? Từ đây ra đạp hơn nửa cây số. À, cũng cũng hơn nửa cây số mà đạp xe ra ngoài ha. Rồi con qua bệnh ngồi chơi với em đi ha. Rồi để cho con nói chuyện với mẹ. À, coi như là rồi xe đạp này là của chị vậy đó. Dạ. Hả? Rồi chồng có xe chạy đi làm không hay là? Dạ không. À, coi như ở nhà là chỉ có một chiếc xe đạp đó thôi. Dạ. Là hai vợ chồng là chỉ có một chiếc xe đạp này để đạp thôi. Dạ. Còn cái chiếc nhỏ này là của con trai. Trai. Này là ai mua cho? Người ta cho chứ không mua. À cái này người ta cho ha, là từ thiện đồ người ta cho hả? Không có, bên bác thằng lớn nó học rồi nó mua xe mới rồi đem lại cho. À, giống như bên người bà con có
có con trai mua xe mới rồi, rồi cái xe cũ người ta đem qua cho mình để cho bé nó học ha. Nói chung làm gì làm mình cũng cố gắng cho mấy đứa nhỏ đi học nha chị ha. Biết là khó khăn rồi, bây giờ mắc con nhỏ như này rồi, chị có dự tính là mai mốt là mình có con nó lớn lớn mình con có dự tính đi làm không? Con lớn nữa đi làm, đừng lo cho ba đứa nhỏ. Giờ đang khó khăn, đang khổ. Chồng thì bệnh. Giờ trong nhà còn anh em mà phải lo cho. Rồi em hỏi chị vậy nè, rồi ví dụ như bây giờ là đi làm mướn thì chồng có bữa có bữa không. Rồi mấy cái ngày mà không có ai mướn rồi cũng không có đi bắt cái gì được đó. Như mưa gió quá nè thì đâu có bắt cái gì được, rồi ở nhà rồi lấy cái gì ăn. Cậu rồi bên chồng đó thấy khổ quá, ổng đi giăng lưới cho cá ăn. Có người cậu đi giăng lưới giùm để cho cá ăn. Chứ bây giờ là anh Thái là anh muốn tự đi giăng lưới là cũng không được luôn. Không được, không thấy rõ. Con mắt ảnh không ra nắng được, mà không thấy rõ nữa. Rồi bữa nào không có luôn rồi sao? Không có, mấy mẹ con ăn nước tương. Ăn cơm với nước tương luôn rồi. Rồi gạo thì ở đâu? Gạo bên bác rồi thấy hết, đi qua xin bác cho. Xin gạo ăn. Trời ơi, bây giờ ở nhà hai vợ chồng ba đứa con. Mà bây giờ người chồng thì bị như vậy, vợ thì ở nhà mắc lo mấy đứa nhỏ phải giữ nè. Bé này thì nó còn quá nhỏ, mới có mười mấy tháng thôi, không có bỏ đi được. Bởi vì bây giờ khổ quá cô chú anh chị. Rồi nhà cửa nữa. Nhà cửa dột nát trơn, mưa là mấy nhỏ ướt hết trơn. Em thử đi vòng coi thử nha. Rồi nước bình thường nó có ngập không hay là nó chỉ dột thôi? Dột. Dột thôi là nó tạt vô đúng không? Dạ tạt vô. Em đi coi nhà thử ha, em đi vòng coi thử trước nha chị ha. Đây này cô chú anh chị, nhà của cả gia đình là cái căn nhà lá này cô chú anh chị. Nhà lá này là đã chấp giá qua rất là nhiều đợt rồi, cho nên là bây giờ nó đã te tua lắm cô chú anh chị. Ở trên nó còn có cái miếng bạc để che, rồi phủ thêm lá. Mà cô chú anh chị thấy cái lá ở trên nóc nhà nó đen xì lì luôn. Nó đen xì lì mà nó mục rồi nó te tua tả tơi luôn cô chú anh chị. Nhà này á, nếu mà có mà một cái cơn gió hay cơn bão mà đi ngang qua một cái là bay hết nguyên cái nhà, hoặc là nó sập rất là nguy hiểm cô chú anh chị thấy đó. Nhà là siêu quẹo hết rồi, tới lá mà còn không được mới nữa. Và nhà toàn bộ là nền đất hết nè cô chú anh chị. Cái nền này là khi mà mưa thì nó sẽ ngập nha cô chú anh chị, ở ngoài sân này nè, ngập hết. Này cô chú anh chị thấy đất rồi gông gheo xanh lè vậy là cô chú anh chị biết rồi đó. Bữa nay là Yến đi là ngay ngày trời mát nè, không có mưa nè nha. Còn đây, cái này cửa nhà đó phải không chị? Cái này là cái cửa nhà nè cô chú anh chị thấy là cũng bằng lá luôn. Mà coi nè, nó te tu hết trơn rồi. Ở dưới thì như vậy đó. Mà Yến nghĩ là bây giờ nè, nếu mà muốn sửa nhà mà sửa đắp lá thôi á, thì sợ là anh chồng ảnh cũng làm cũng khó nữa. Tại vì mắt của ảnh thì bây giờ yếu quá rồi, ảnh thì lại không ra nắng được nữa cô chú anh chị thấy đó, khổ quá. Bây giờ mình vô nhà. Nhà này xung quanh là toàn bộ là nhà lá cột cây hết nha cô chú anh chị. Nhà lá cột cây hết luôn. Đây là nãy là nói là chiếc xe đạp này là hai vợ chồng là chỉ có một cái chiếc xe đạp này là phương tiện để đi lại thôi. Rồi chiếc xe đạp này là được người ta cho để cho bé trai đi học. Và vách thì toàn bộ vách lá rồi cô chú anh chị thấy là nó không có liền nè, nó lỗ rất là nhiều xung quanh đây. Lỗ rất là nhiều lên đây luôn đó nha. Ở trong mình nhìn thì mình sẽ không thấy rõ, tại ở trong nó hơi tối, nhưng mà khi mà nãy Yên đứng ở ngoài á cô chú anh chị nhớ là cái nóc nhà nó đèn xì lì te tua hết nha. Cái giường này ai ngủ chị? Dạ hai đứa nhỏ ngủ. Hai đứa nhỏ ngủ cái giường này mà ngay cái vách của hai đứa nhỏ thì cô chú anh chị thấy không đó, hở tùm lum hết trơn đó. Rồi ở trên á, ở trên nó cũng không có được liền mặt nữa, nó cũng hở ra vậy nè. Khổ không? Ngay chỗ hai đứa nhỏ là dột không chị? Dột. Dột nhiều không? Nhiều. Ngủ là ướt nhẹp mền gối chứ. Mỗi lần mưa là hai đứa nhỏ ngủ là coi như mền gối ướt nhẹp hết đó cô chú anh chị. Coi như là phải đem vắt lên để phơi cho nó khô luôn đó. Đây là chỗ để quần áo nè của mấy đứa nhỏ nè, rất là đông, ba đứa lận cô chú anh chị thấy đó. Nền thì dưới đất thì cô chú anh chị thấy là nền đất mà lõm chởm nè. Cái này là do nước á cô chú anh chị, nó ngập cái rồi bắt đầu là nó lõm chởm. Sao dây điện mình để dưới đất nguy hiểm không chị? Dạ rút cái chui điện ra. Rút cái chui ra. Điện rồi bây giờ không có cái ấy rồi để ở dưới đất vậy rất là nguy hiểm mà chị ơi. Mưa đồ này nọ đồ nó ấy. Ở giường này là hai vợ chồng ngủ đó ha. Và cái chỗ vách bên đây cô chú anh chị thấy là cũng te tua tơi tả luôn. Thấy khổ hết biết vậy đó.
Còn đây, phía đây là bên cái dách này. Dách bên đây là cái bên đây nhà bếp mà cô chú anh chị thấy rồi, ở trên nè. Trắng tươi hết rồi, lá bung hết rồi, chỉ treo một cái miếng bọc thôi. Treo một cái miếng bọc đỡ thôi. Chỗ nào là nó dột nhiều nhất trong nhà chị? Dạ, chỗ ngủ mấy nhỏ với ở làm sao? À, chỗ ngủ của mấy đứa nhỏ là dột nhiều nhất. Ở với lại làm sao? Dạ. Vậy là cái chỗ bên đó là sẽ là dột nhiều. Dạ, chỗ ngủ không dột hết. À, ngay cái chỗ ngủ luôn, dột ngay cái chỗ ngủ luôn. Rồi mưa gió không biết làm sao mà ngủ được nữa. Dạ. Rồi cái tủ lạnh này của ai vậy? Tủ lạnh người ta cho đó. Cũ quá rồi người ta cho. À, giống như người ta mua ra đồ mới rồi người ta cho mình đồ cũ lại đó để xài. Dạ. Rồi giờ có ghim xài không? Dạ, lúc ghim lúc không nó hư đó. À, lúc chảy lúc không. Vậy là cái tủ lạnh này là người ta cho, nhưng mà hả, tại vì cũ quá người ta mua mới người ta cho cái cũ. Mà bây giờ là lúc học được lúc không. Dạ. À, khổ không cô chú anh chị? À, bên đây là cái chỗ mà nhà bếp nè. Đây là nhà bếp nè, nhà bếp, nhà tắm ở đây. Ồ, mấy cái bình nước này là nước gì mà nhiều quá trời vậy chị? Dạ, nước mưa em hứng. À, nước mưa đó, hứng để dành uống đó ha. Dạ, dạ. À, rồi cái bếp là ở đây đó cô chú anh chị, nhà bếp lụp sụp vậy đó. À, nãy chị nói là nhà bếp này bị dột hả? Dạ, dột hết, mưa là dột ướt. Ướt luôn, dạ. À, dưới có cái bếp củi nữa nè. Dạ. À, rồi có nấu bếp củi không? Dạ, có. Ở sau là nhà tắm hả chị? Dạ, sau nhà tắm. À, ở phía sau của cái bếp này là cái nhà tắm đó cô chú anh chị. Nhà mình có nước sạch không chị? Dạ, xài nước khói á. À, là có nước máy của nhà nước đúng không? Dạ, dạ. À, có nước máy. Còn cái thùng đó là hứng nước mưa uống. À, ở chỗ đó có nhà tắm không mà không có nhà vệ sinh hả chị hả? Thì bình thường đi vệ sinh rồi dạ, sao? Dạ, dưới sông. À, đi dưới sông. Đi xuống sông. Xuống dưới sông rồi đi vệ sinh ở dưới dạ. Luôn. Dạ, đó, khổ quá trời, nhà thì á, mà mấy đứa con nít nữa rồi đi ra ngoài rất là nguy hiểm. Dạ. Có con nít nó có đi ra xong thì chị nhớ coi chừng nha. Dạ, em đi theo. Ờ, dạ, à, mấy con nít nhỏ nhỏ mà nhà cặp ngay sông luôn, cô chú anh chị, ngay sông lớn ngay trước nhà luôn. Bởi vậy bắt buộc có hai vợ chồng phải có một người ở nhà để coi chừng mấy đứa nhỏ. Dạ, mà anh á, thì ảnh mắt ảnh yếu như vậy đó, rồi lỡ mà mấy đứa nhỏ nó ra xong thì có rất là nguy hiểm. Cho nên hai vợ chồng không thể nào mà đi làm được hết. Đợi mấy đứa nhỏ lớn lớn á, gửi đi học hết rồi bắt đầu mình mới đi làm được nha. Dạ. Rồi hiện tại là hai vợ chồng mình khó khăn nhất là điều gì và mình có mong ước cái gì không chị? Dạ, có cái ước, em có ước được cái nhà cho ba đứa con ở. À, hai chồng em không có khả năng cắt được cái nhà. Dạ, giờ đang khổ không có khả năng. Dạ, hồi lúc trước em có lại thăm chị một lần á, sao bây giờ chị ốm quá trời. Dạ, thì em khổ, không có khả năng, không ăn đầy đủ với người ta. À, coi như không có ăn đó, nên anh giờ ốm quá trời. Dạ, thấy thương không? Thì hôm nay em đến thăm gia đình đó, thì em tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình để chia sẻ với các mạnh thường quân ở gần xa. Thì hy vọng là mạnh thường quân xem video và xem, hy vọng là mạnh thường quân sẽ giúp đỡ cho gia đình mình ha chị ha. Dạ. Và trước mắt thì hôm nay em có nhận được sự giúp đỡ của mạnh thường quân, giúp đỡ cho gia đình mình một số tiền là 3.600.000 đồng. Nên em xin thay mặt mạnh thường quân xin gửi tặng chị số tiền 3.600.000 đồng. Dạ đây. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Mạnh thường quân. Dạ, nhận được số tiền này chị có mừng không? Rất mừng. Hồi lúc có chồng giờ mới cầm được nhiêu đây à? Hồi lúc có chồng tới giờ mới cầm được mấy triệu vậy đó hả? Dạ, có được 3 triệu mấy rồi là em mừng. Tại vì không, chồng thì nó ảnh bị bệnh đó, rồi không có mặn. Cho được như em mừng, rất cảm ơn mạnh thường quân. Dạ, thì mạnh thường quân cũng thương hoàn cảnh của mình cho nên giúp đỡ cho mình số tiền này ha. Dạ. Số tiền này khi nhận được thì chị sẽ dùng vào việc gì? Dạ, em lo ba đứa con, cho thằng lớn đi học để dành dụm cho con ăn đi học. Còn ba đứa nhỏ thì mua sữa. Dạ. Để tiện mua đồ ăn cho con với mua gạo. Dạ. Rồi với lại mình mua thêm cao su để mình che chắn đỡ chỗ ngủ của mấy đứa nhỏ nha chị ha. À, hay mấy đứa nhỏ ngủ mà mưa dột thấy tội nghiệp quá trời. Dạ, dột. À, mua cao su che cho mấy đứa nhỏ nha. Dạ. Mua miếng cao su thì nó tầm vài trăm ngàn thôi. Dạ. Rồi mình nhờ mấy bác rồi ở xóm đó che lên giùm. Dạ. Ha. Dạ. Che lên giùm để cho mấy đứa nhỏ với chỗ anh chị ngủ nè. Dạ. Cho nó đỡ dột, nó hơi dột. Dạ. Quá tội nghiệp mấy đứa nhỏ lắm. Dạ. Thì bữa nay em chia sẻ thì em cũng mong mà nhận được thêm sự giúp đỡ của mạnh thường quân ủng hộ gần xa, giúp đỡ cho gia đình mình nha chị ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Dạ. Tại vì cầm cái tiền lớn rất mừng.
Cầm số tiền này rất là lớn đó với chị hả? Dạ. À, từ lúc lấy chồng tới giờ là chưa từng cầm cái số tiền mấy triệu vậy luôn. Dạ. Dạ. Làm nhiêu là ra là ăn trong ngày đúng không? Dạ, trong ngày. Dạ. Thôi cầm đi chị, đừng cho nó cầm vàng. Dạ. Rồi thôi mình cố gắng nha. À, nếu mà mình còn tiền á, mình mua mấy con gà nhỏ nhỏ ra mình thả ha. Dạ. Để mình nuôi gà thêm. Dạ, ha, mình làm cái chuồng ở trước nhà cũng còn cái sân nè. Dạ. Mình làm cho nó cao ráo sạch sẽ lên rồi mình nuôi mấy con gà để cho mai mốt rồi có gà thì mình cũng có thêm thu nhập ha, hay là có trứng gà rồi đó cũng được nha. Mình cố gắng nha. Rồi nhất là phải mua cao su che cho mấy đứa nhỏ để cho mấy đứa nhỏ nó ngủ, đừng có bị mưa dột ha. Chỗ hai chồng nữa nha. Rồi hai vợ chồng cố gắng đi ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi thì mình có vào thăm gia đình là của chị Hậu với là anh Thái. Thì hôm nay anh không có nhà cho nên mình không có gặp được anh. Nhưng mà qua lời chia sẻ của chị Hậu, cô chú anh chị thấy rất là thấy thương. Thì chị Hậu chỉ nói chuyện rất là nhỏ, do là chị rất là hiền, hai vợ chồng là rất là hiền cô chú anh chị. Tối ngày là ở trong quê không có biết gì hết trơn, đi đâu không biết đi đâu hết á, rất là hiền luôn. Cho nên khổ dữ lắm, ba đứa nhỏ thì á thiếu ăn thiếu mặc. Còn anh Thái á thì ảnh là do là lúc trước rồi cũng đi xôi ếch bắt này bắt kia để bán kiếm tiền, nhưng mà do là một lần bị cò mổ thì hư hẳn một con mắt luôn, và một con mắt còn lại thì càng ngày càng mờ, cứ đem về là cứ đau nhất, phải ra nước mắt phải khóc luôn cô chú anh chị. Nhưng mà không có tiền để điều trị thì để cho tới 7 năm nay thì càng ngày là càng nặng rồi. Bây giờ thì chỉ có chịu đựng như vậy thôi. Và mắt của anh mờ như vậy á, cho nên nó cũng ít người ta chịu mướn anh làm. Tại vì ảnh ra nắng ảnh làm không có được, ra nắng là phải đau nhất. Còn bình thường á, thì đi soi bắt cái này cái kia thì cũng phải đi với một cái người bác. Người bác đó có ghe thì đi chung với cái người bác đó, thì phụ cái người bác đó thôi. Thì người ta bác đó chia cho một chút xíu tiền để mà gia đình ăn uống qua ngày. Thì cứ hai vợ chồng cứ sống lay lắt như vậy, cô chú anh chị thấy rất là khổ. Con nhỏ thì ba đứa, mà ba đứa nhỏ thì có một đứa được đi học thôi cô chú anh chị, hai đứa còn lại thì cũng còn chưa có tuổi. Nhưng mà tới tuổi thì cũng không biết là lấy tiền đâu mà để đi học, trong khi cái ăn còn chưa có nữa. Và cái nhà thì cô chú anh chị thấy nó te tua gách nát hết, và mưa tới thì dột, nhất là chỗ ngủ của mấy đứa nhỏ dột te tua rất là khổ luôn. Và hồi nãy là Yến có hỏi là cái nhà vệ sinh ở đâu cô chú anh chị, là nhà vệ sinh ở đâu, tại vì sau đó thì chỉ có thể đi tắm được thôi chứ không thể đi vệ sinh được. Thì chị có nói là ở dưới sông, thì ở bên đây nè cô chú anh chị, ngay đây là cây cầu nè cô chú anh chị, thấy ở đây có cây cầu đi xuống, thì nhà chị cũng đối diện với cây cầu này. Nhưng mà đây, cái chỗ nhà vệ sinh là ở trong cái gặn dừa nước đó cô chú anh chị. Trong cái dừa nước đó có làm cái miếng dán để đi ra để đi vệ sinh như vậy đó. Thì cô chú anh chị thấy á, người lớn đi thì cũng an toàn, nhưng mà con nít đi á, thì nó rất là nguy hiểm. Với lại cái chỗ này cô chú anh chị thấy không có gì che chắn hết á, nó rất là thoáng, mà ngay cái chỗ khu vực này thì xe qua lại rất là nhiều nữa, ngay cái đường lộ luôn, mà ngay mặt tiền ngay cái cầu luôn cô chú anh chị thấy đó. Rồi đi vệ sinh ở đây rồi không biết làm sao mà đi được nữa, khổ đủ thứ cô chú anh chị. Thấy rất là thấy thương, thì Yến cũng rất là mong cô chú anh chị thương ủng hộ giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh gia đình của chị Hậu với anh Thái. Trước mắt đó là giúp cho gia đình có thể làm lại ngôi nhà mới lành lặn, để cho cả gia đình mấy đứa nhỏ rồi có cái chỗ ở yên ắng lành lặn. Thì chị cũng nói là đợi bé nhỏ trọng trọng chút xíu thì chị cũng gửi bé đi học đồ để mà chị đi làm thêm để phụ giúp gia đình, do là bé còn nhỏ quá cho nên không có dám bỏ ở đây ngay dùng sông nước nữa, bỏ thì rất là nguy hiểm nha. Thì do là hai anh chị đều rất là hiền cho nên cũng không biết nói chuyện, mong cô chú anh chị thông cảm. Rồi Yến cũng mong khi mà có điều kiện thì sau này mấy bé cũng có thể đi học được. Trước mắt là cái chỗ ở nè, cái ăn cái uống nè rất là khổ luôn. Yến cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân ngày hôm nay đã gửi những phần quà đến cho gia đình. Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.